Hôm trước tôi xem trên mạng thấy người ta bán cái kẹo mút mình ngậm vô phát ra nhạc được luôn mọi người. Tôi thấy vậy cũng tò mò nên là hôm nay đặt về thử. Mấy bạn cùng tôi coi thử coi rớt cùng một cái kẹo 80 nghìn này nó có phát ra nhạc được không ha. Lần đầu ăn thử. Rồi và bây giờ xin giới thiệu với mọi người cái hộp cây kẹo mút phát ra nhạc được của tôi ngày hôm nay. Thì cái này tại vì tôi xin mẫu miễn phí trên Top Shop á mọi người nên là chỉ được có một cây thôi. Nhưng mà tôi xem trên đó mọi người người ta tới là hình như là hai cái hình dạng khác nhau là cây đèn với lại cái tai nghe và có tới 7 vị khác nhau là táo, dâu, chanh, xoài, mận, ổi gì tùm lum tà la. Thôi bây giờ mình sẽ cùng mở ra coi hằng cái này là tôi mua vị thì nó sẽ như thế nào ha. Đầu tiên thì trong đây các bạn sẽ thấy mình sẽ có một hộp cái kẹo mút để xíu mình khui xong. Tôi thấy trong đây còn mấy thứ nữa mọi người. Còn cái này là cái tờ cảm ơn hay sao á. Bỏ qua đi. Và ngoài cái tờ cảm ơn đó người ta còn cho mình được thêm 6 cục kẹo mọi người. Cái kẹo viên viên con nè, hình như kẹo này ăn cũng ngon lắm. Ngoài cái hộp ra còn có thêm một cái bịch này nữa mọi người. Rồi còn lại trong cái hộp này thì mình có được một cái nữa là cái bông gòn để nhét lỗ tai. Đúng là cái kẹo 80 mấy nghìn nhìn nó khét hẳn mọi người. Dưới đây là cái hình tai nghe này. Tôi thấy nó có cái nút chắc mình bấm vô mọi người thì nó sẽ phát ra nhạc. Tôi đang thắc mắc là không biết mình có gỡ cái lớp trên đây ra không hay là bỏ vô ngậm luôn không biết nữa. Mới ngậm vô nghe ngọt ngọt thấy chưa nghe tiếng nhạc. Và để ngậm vô tôi sẽ đeo cái tai nghe vô mọi người. Kẹo ngon nha. Kẹo ăn ngọt ngọt thơm thơm nó không bị quá ngọt mọi người. Bây giờ sẽ bấm cái này. Tưởng nhạc không lời nhưng mà ai ngờ nó có lời, có em bé hát luôn. Bò thiên phi ta da trẻ. Hương khoai hứa hứa. Giả sử nha, khi mà tôi ngậm vô mọi người tôi sẽ nghe tiếng nhạc nó vừa phải thôi. Nhưng mà khi mấy bạn cắn vô cái kẹo luôn thì mấy bạn kiểu cảm giác như là âm thanh nó truyền qua cái răng mình lên tới lỗ tai mọi người nên mình nghe tiếng nhạc nó to hơn luôn. Và khi mình ngậm vô mọi người nghe nó nhỏ hơn. Rồi bây giờ mình ngậm kẹo xong rồi đúng không? Tôi nghĩ là trong đây chắc nó sẽ có một cái cơ chế loa gì đó nên tôi sẽ đập cái cục kẹo này ra. Sau khi mình đập nó ra luôn mọi người, mình bỏ vô vẫn nghe được tiếng nhạc. Cái nhạc còn có thêm tiếng bass nữa mọi người, kiểu nó xè. Rồi vậy là xong được cái kẹo mút phát nhạc 85.000 của tôi ngày hôm nay mọi người. Nếu như bạn nào cũng muốn được vừa ăn kẹo vừa nghe nhạc thì nhớ nhìn vào góc trái màn hình tôi để lên đó, mấy bạn nhớ vô mua nha. Bye bye.